Bây giờ mới bắt đầu mình đẩy lưới cao lên thêm một chút nữa này. Hai triệu bốn đấy được rồi. Rồi sau khi đánh dấu đánh giết xong rồi thì bây giờ mình chỉ đẩy detail nó sâu thêm một nấc nữa thôi. Bây giờ mình cứ dựa theo những cái đường vân có sẵn này để mình vẽ thôi. Những cái nào sai thì mình tẩy nó nhẹ nhẹ đi, lùi xuống một cấp xong rồi tẩy nhẹ đi, smooth smooth này. Đấy, rồi xong rồi mình bắt đầu mình vẽ. Đây, ví dụ như cái vết ở đây này EDS, mình cũng bút đem standard mình vẽ thôi. Mình cứ anh tăng lên 11 triệu này, tạo một cái layer cho nó chắc. Đấy, nét căng. Smooth nhẹ cái đuôi đi. Chỉnh chỉnh lại một chút để cho đường vào đẹp. Rồi đẩy tiếp mấy cái đường khác. Trong quá trình làm mình vẫn phải check check các form này xem là nó đã căng chưa, nó đã đủ độ căng chưa. Đó, như bạn nhìn ở chỗ này này, nó vẫn bị hơi lõm này, nó phải tạo được đúng theo cái độ độ cong của cái bề mặt của nó. Đấy, những chỗ này nó đang bị lõm này. Khi mình cắt này mình luôn ưu tiên lồi nhá, lồi hơn là lõm.
Đấy, ví dụ như cái đoạn này tự nhiên nó bị lõm xuống cái này. Luôn ưu tiên lồi, lồi là nhìn trông nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục cắt tiếp những chỗ này. Bắt đầu từ từ đây trở đi thì nó chỉ là đẩy đi theo lên thôi, nó chỉ đơn thuần là đẩy đi theo thôi. JST. Đây, bây giờ mình sẽ vẽ cái chỗ này. Không cần phải tẩy hết đâu, cái chỗ này không cần phải smooth hết đâu, mình để lại một chút cũng được. Để hơi vòng sang một chút này. Check các góc khác thì thấy nó rất là gồ ghề. Đấy, gồ ghề này. BDS. Mình sử dụng cái lady này, cái lazy này để mình đưa cho nó mềm. Thôi chắc là bây giờ anh đưa anh làm tương đối thôi, đủ để các bạn hiểu. Bây giờ cứ bám theo cái concept của nó thì nó bị mất thời gian quá. Chứ là anh sẽ hướng dẫn cho bạn này cách để mà vẽ ra được thì chắc là đến đây các bạn cũng hiểu rồi. Thôi đến đây thì anh vẽ bịa ảnh
cho nó nhanh.